Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 giai đoạn 1. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Được xây dựng từ năm 1994, Đài tưởng niệm thành phố là công trình thể hiện truyền thống tốt đẹp của nước dân quân, tri ân các anh hùng liệt sĩ của dân tộc ta và mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng giàu truyền thống cách mạng. Tháng 3 năm 2022, thành phố đã khởi công nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3. Công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục sửa chữa kết cấu nền móng tượng đài, nâng cấp tôn tạo phần kiến trúc tượng đài, bức phù điêu, trang sử đất quảng với kích thước lớn hơn, đẹp hơn phù điêu cũ, cải tạo sân nền và cảnh quan chiếu sáng xung quanh đài tưởng niệm. Tôi đề nghị Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp Đà Nẵng, các nhà thầu và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức bàn giao công trình để đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân được tốt nhất. Đồng thời, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện giai đoạn 2 với nội dung đầu tư nâng cấp xung quanh tượng đài và cảnh quan quảng trường thành phố phía trước tượng đài. Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ là quảng trường lớn của thành phố, là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, đồng thời là điểm dừng chân cho du khách để có thể hiểu thêm và yêu quý hơn mảnh đất truyền thống tươi đẹp này. Công trình nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 được chia thành hai giai đoạn với tổng giá trị đầu tư hơn 212 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và xã hội hóa. Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lãnh đạo thành phố đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng nguyện phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp.